chào các em. Cô xin giới thiệu, cô là Tuấn Thị Hiếu, giáo viên trường Trung học cơ sở Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết dạy ngữ văn 9 trên kênh truyền hình Ngư Yên. Bài học hôm nay của chúng ta là bài ôn tập tiếng Việt tiết 1. Cô mời các em dở sách giáo khoa hiện hành trang 109-110. Và đối với các bạn học chương trình mô hình VNEN, các em dở sách giáo khoa trang 72-73 để chúng ta vào tiết học. Bài hôm nay chúng ta gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là ôn tập về khởi ngữ và các thành phần biện lập. Nội dung thứ hai là ôn tập về liên kết câu và liên kết đoạn văn. Chúng ta đi vào phần đầu tiên. Một la mã khởi ngữ và các thành phần biện lập. Ở mỗi phần, cô sẽ hướng dẫn các em đi vào hai nội dung chính. Thứ nhất là ôn tập lý thuyết, thứ hai là làm bài tập. Một nhỏ là ôn tập lý thuyết. Phần A là khởi ngữ. Các em nhớ lại tuần đầu tiên chúng ta học về khởi ngữ và cho cô biết thế nào là khởi ngữ. Khởi ngữ có những đặc điểm gì? Chắc các em đã nhớ lại kiến thức. Vậy thì các em cùng quan sát. Khởi ngữ chính là thành phần đứng trước chủ ngữ, nêu lên đề tài được nói đến ở trong câu. Trước khởi ngữ thường có thể thêm các quan hệ từ như về, với, đối với, vân vân. Chúng ta chuyển qua phần B là các thành phần biện lập. Các em nhớ lại những tuần trước và cho cô biết thế nào là thành phần biện lập. Có mấy thành phần biện lập mà chúng ta đã học? Các em lưu ý cho cô, thành phần biện lập là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc trong câu. Hay nói cách khác, thành phần biện lập không tham gia cấu tạo nòng cốt câu. Và có 4 thành phần biện lập mà chúng ta đã học. Thứ nhất là thành phần tình thái, thứ hai là thành phần cảm thán, thứ ba là thành phần gọi đáp và thứ tư là thành phần phụ chú. Vậy các em cho cô biết thế nào là thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú. Các em cùng quan sát lại bảng hệ thống kiến thức về các thành phần biện lập cho cô. Thứ nhất, thành phần tình thái là thành phần được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nêu ở trong câu. Thành phần này được cấu tạo bởi các từ dường như, có lẽ, chắc chắn, chắc là, vân vân. Thứ hai là thành phần cảm thán là thành phần được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói như vui, buồn, mừng, giận. Và ở thành phần này thường được cấu tạo bởi các thán từ cảm thán như chao ôi, trời ơi, ồ. Tiếp theo là thành phần gọi đáp, là thành phần được dùng để tạo lập và duy trì quan hệ giao tiếp. Thành phần này thường được cấu tạo bởi các từ ngữ như này, vâng, thưa, dạ. Thành phần cuối cùng là thành phần phụ chú, là thành phần dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Và các em lưu ý dấu hiệu hình thức của các thành phần này là thường được đặt ở giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu ngoặc đơn, hai dấu phẩy hoặc là giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy, đôi khi được đặt sau dấu hai chấm. Như vậy trên đây các em đã được cô hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản về các thành phần biện lập và khởi ngữ. Chúng ta chuyển sang phần 2, phần là bài tập. Các em đi vào phần bài tập 1 cho cô. Bài 1. Các em quan sát yêu cầu của bài tập 1. Thứ nhất là cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây là thành phần gì của câu. Yêu cầu thứ hai là điền kết quả vào bảng tổng kết theo mẫu sách giáo khoa trang 109. Câu A. Xây cái lăng ấy, cả làng phục dịch, cả làng gánh gạch đập đá làm phu cho nó. Câu B. Tim tôi đập không rõ, dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. Câu C. Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho anh nắm, cẩn trọng, rõ ràng như người ta cho nhau cái gì chứ không phải là cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp lại ta nữa hay nhìn ta như vậy. Câu D. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. À. Đi 4 năm hôm mới lên đến đây, vất vả quá. Vậy thì dựa vào kiến thức cô đã hệ thống cho các em ở phần trên về khởi ngữ và các thành phần biện lập. Các em hãy xác định cho cô các cụm từ in đậm thuộc thành phần gì của câu. Sau khi xác định xong thì các em điền vào kết quả vào bảng tổng kết theo mẫu sách giáo khoa.
Vậy thì căn cứ vào kiến thức lý thuyết cô đã ôn tập cho các em có thể dễ dàng nhận thấy. Ở câu A, cụm từ xây cái lăng ấy đóng vai trò làm thành phần khởi ngữ. Ở câu B, cụm từ dường như đóng vai trò làm thành phần tình thái. Tiếp tục câu C, cụm từ những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp lại ta nữa hay nhìn ta như vậy, đóng vai trò làm thành phần phụ chú. Và ở câu C, có hai cụm từ in đậm. Cụm từ thứ nhất là thưa ông, đóng vai trò làm thành phần gọi đáp. Cụm từ thứ hai, vất vả quá, đóng vai trò làm thành phần cảm thán. Vậy thì dựa vào cái kết quả các em đã xác định được các thành phần trong từng đoạn trích, các em điền cho cô vào bảng tổng kết. Và các em quan sát bảng tổng kết như sau. Các em đã xác định và điền vào theo cái bảng tổng kết gồm có 5 thành phần khởi ngữ và 4 thành phần biệt lập trong từng đoạn trích. Cô mời các em chuyển qua bài tập 2. Bài tập 2 là bài tập cô đưa thêm. Các em chú ý yêu cầu của bài tập 2 như sau. Xác định các thành phần biệt lập và chỉ ra tác dụng của chúng trong những câu sau. Câu A, châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cày với ta, cấy cày giữ nghiệp nông gia, ta đây châu đấy ai mà quản công. Câu B, từ ngày xảy ra chuyện ấy, hình như mụ ta lấy điều làm cho vợ chồng ông khổ ngấm khổ ngầm là mụ thích. Câu C, châu ơi, có thể là tất cả những cái đó ở thiệt xa, rồi bỗng chốc sau một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi. Câu D, ông Sáu trong chuyện Chiếc Lược Ngà là một người cha hết mực yêu thương con gái. Các em lưu ý ở bài tập 2, sau khi các em xác định được thành phần biệt lập thì các em phải chú ý chỉ ra tác dụng của các thành phần đó trong từng câu. Các em cùng quan sát. Ở câu A, có từ ơi là thành phần gọi đáp. Khi sử dụng từ ơi này đã thể hiện được cái tình cảm gắn bó, thân thiết, yêu thương của người nông dân đối với con trâu. Người nông dân cất tiếng gọi con trâu không đơn thuần chỉ là tiếng gọi giữa người chủ với con vật nuôi, mà đó là tiếng gọi đối với một người bạn đồng hành để giải bày, chia sẻ về công việc sản xuất, cày cấy, lao động của người nông dân. Ở câu B, cụm từ hình như đóng vai trò làm thành phần tình thái, thể hiện khẳng định của tác giả đối với việc mụ chủ nhà làm cho ông hai khổ sở vì tin làng theo giặc là đúng. Chúng ta chuyển qua câu C. Cụm từ trao ôi đóng vai trò làm thành phần cảm thán, cho thấy được cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến, nuối tiếc của nhân vật Phương Định khi nhớ về Hà Nội với những kỷ niệm đẹp. Ở câu D, cụm từ trong chuyện Chiếc Lược Ngà được đặt trong hai dấu ngoặc đơn, đóng vai trò làm thành phần phụ chú để bổ sung thêm nội dung cho cụm từ đứng trước, đó là cụm từ ông Sáu. Chú thích, ông Sáu chính là nhân vật trong chuyện ngắn Chiếc Lược Ngà. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em giải quyết bài tập 2 và ở bài tập 2 này đã rèn cho các em kỹ năng vận dụng kiến thức để chỉ ra tác dụng của các thành phần biệt lập trong câu. Cô mời các em chuyển qua bài tập 3. Bài tập 3, cô có thay đổi so với sách giáo khoa bởi trong chương trình giảm tải tác phẩm Bến Quê chuyển sang tự đọc. Vì vậy mà cô yêu cầu các em viết một đoạn văn ngắn giới thiệu bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương, trong đó ít nhất có một câu sử dụng khởi ngữ và một câu sử dụng thành phần tình thái. Bài thơ Viếng Lăng Bác vừa được học ở tuần trước, các em đã nhớ lại bài thơ. Và để viết được đoạn văn này, các em dựa trên những gợi ý sau của cô. Thứ nhất là đoạn văn phải đảm bảo sự liên kết mạch lạc. Thứ hai, các em giới thiệu được khái quát về hoàn cảnh sáng tác, giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung của bài thơ. Thứ ba, trong đoạn văn có sử dụng khởi ngữ và thành phần tình thái. Nếu như bạn nào viết tốt, các bạn có thể sử dụng nhiều câu có sử dụng các thành phần này. Tuy nhiên, yêu cầu tối thiểu các em phải có ít nhất một câu sử dụng khởi ngữ và một câu sử dụng thành phần tình thái. Vậy để giúp các em viết tốt đoạn văn thì cô đã đưa ra một đoạn văn mẫu, các em cùng quan sát. Viếng Lăng Bác là bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Viễn Phương.
tác phẩm được sáng tác vào năm 1976, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta thống nhất. Tác giả cùng đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dường như bao tình cảm nhớ thương trào dâng của một người con miền Nam dồn nén bao ngày, giờ đây trào dâng giúp cho nhà thơ viết lên những vần thơ xúc động nghẹn ngào. Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng giọng thơ trang trọng, tha thiết cùng những hình ảnh ẩn dụ đẹp. Về nội dung, bài thơ thể hiện tình cảm thành kính, tự hào của tác giả và nhân dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu. Các em quan sát vào đoạn văn, các em chú ý cho cô ba cụm từ in đậm. Vậy các em xác định cho cô, đâu là thành phần khởi ngữ, đâu là thành phần tình hái. Các em dễ dàng nhận thấy, cụm từ dường như đóng vai trò làm thành phần tình thái. Hai cụm từ về nghệ thuật, về nội dung đóng vai trò làm thành phần khởi ngữ. Như vậy ở phần 1, các em đã được cô hướng dẫn hệ thống ôn tập lý thuyết và làm các bài tập để rèn luyện kỹ năng xác định thành phần khởi ngữ và các thành phần biệt lập trong câu. Chúng ta chuyển qua phần 2 là mã liên kết câu và liên kết đoạn văn. Phần 1 nhỏ, ôn tập lý thuyết. Vậy các em nhớ lại kiến thức ở những bài học trước và cho cô biết liên kết câu và liên kết đoạn văn được thể hiện ở những phương diện nào? Và có những phép liên kết nào mà các em đã học? Các em cùng quan sát sơ đồ của cô. Liên kết câu và liên kết đoạn văn được thể hiện ở hai phương diện. Phương diện thứ nhất là về nội dung, phương diện thứ hai là về hình thức. Ở nội dung có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, các câu, các đoạn phải phục vụ một chủ đề chung của văn bản. Yêu cầu thứ hai, các câu, các đoạn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, logic. Về mặt hình thức, các câu, các đoạn trong văn bản liên kết với nhau bởi bốn phép liên kết cơ bản. Phép thứ nhất là phép lập, phép thứ hai là phép nối, phép thứ ba là phép thế, và phép thứ tư là phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng. Vậy thì nhìn vào sơ đồ trên, các em lưu ý cho cô về các phép liên kết thường được sử dụng. Bởi kiến thức này liên quan đến việc rèn kỹ năng cho các em viết đoạn văn, và trong chương trình thi trung học phổ thông có một câu hỏi là viết đoạn văn và có sử dụng phép liên kết hoặc là các thành phần biệt lập. Các em nhớ lại và cho cô biết thế nào là phép lập, phép nối, phép thế và phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng. Các em cho cô biết là liên kết câu và liên kết đoạn văn có những tác dụng gì? Đó là tạo ra sự liên kết mạch lạc cho văn bản, và khi người nghe, người đọc tiếp nhận văn bản sẽ hiểu rõ nội dung của văn bản. Và các em chú ý cho cô bốn phép liên kết qua bảng hệ thống kiến thức sau. Thứ nhất là phép lặp từ ngữ. Phép lặp từ ngữ là sử dụng lặp đi lặp lại một hoặc một số từ ngữ ở các câu khác nhau để tạo ra sự liên kết. Các em chú ý ví dụ của cô. Tôi yêu sách vì sách là nguồn kiến thức quý báu. Trong hai câu này, từ sách được lặp lại để tạo ra sự liên kết và giúp cho chúng ta nhận thấy cái sách có giá trị lớn đối với con người. Phép thứ hai là phép nối. Đó là sử dụng ở các câu đứng sau từ ngữ biểu thị quan hệ với câu đứng trước. Ví dụ, mây đen kéo đến rất nhiều và trời mưa như chút nước. Trong hai câu này có quan hệ từ và ở câu thứ hai tạo ra sự liên kết chặt chẽ với câu thứ nhất. Ở phép thế là sử dụng ở các câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế cho từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước. Ví dụ, Lan học rất giỏi, cô ấy cũng là lớp trưởng của lớp. Từ cô ấy ở trong câu 2 thay thế cho từ Lan ở câu văn thứ nhất và tạo ra sự liên kết cho hai câu. Phép cuối cùng là phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng. Đó là sử dụng các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng ở các câu khác nhau để tạo ra sự liên kết. Cô lấy 3 ví dụ. Thứ nhất, người Pháp đổ máu đã nhiều, dân ta hy sinh cũng không ít. Hai cặp từ đổ máu, hy sinh, nhiều và không ít đồng nghĩa với nhau. Câu thứ hai, những ai ăn ở hiền lành sẽ gặp điều tốt, còn ai ăn ở độc ác thì sẽ gặp điều xấu. Các cặp từ hiền lành, độc ác, tốt, xấu trái nghĩa với nhau. Câu thứ ba,
Mưa vẫn ồ ạt như vỡ bờ đập. Ánh chớp lóe lên soi rõ khuôn mặt anh trong một giây. Hai từ in đậm mưa và ánh chớp cùng liền trường liên tưởng về thời tiết đã tạo ra sự liên kết giữa hai câu với nhau. Vậy thì các em lưu ý cho cô, khi các em viết đoạn văn để tạo ra sự liên kết nối liền mạch lạc giữa các câu, các đoạn, thì các em vận dụng các phép liên kết để tạo ra một cái sự liên kết đồng thời chuyển ý, nhịp nhàng, rõ ràng giữa các đoạn văn với nhau. Vừa rồi cô đã hệ thống xong kiến thức lý thuyết về liên kết câu và liên kết đoạn văn, và các em chú ý cho cô về các phép liên kết. Chúng ta chuyển qua phần 2 là bài tập. Bài tập 1 và 2 cô kết hợp luôn. Yêu cầu như sau, hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây thể hiện phép liên kết nào. Điền vào bảng tổng kết theo mẫu sách giáo khoa. Câu A. Ở rừng mùa này thường như thế, mưa, nhưng mưa đá, lúc đầu tôi không biết, nhưng rồi có tiếng lanh canh gõ trên nóc hang. Có cái gì vô cùng sắc xé không khí ra từng mảnh vụn, gió, và tôi thấy đau, ướt ở má. Câu B. Từ phòng bên kia, một cô bé xinh mặc chiếc áo may ô con trai và vẫn còn cầm thu thu một đoạn dây sau lưng chạy sang. Cô bé bên nhà hàng xóm đã quen với công việc này. Nó lễ phép hỏi nhĩ, bác cần nằm xuống phải không ạ? Câu C. Nhưng cái con ba kia ấy lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến nã phá luân, một người Mỹ không biết đến hoa thịnh đốn vậy, rồi nói. Quên à, phải, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa. Tôi hoảng hốt đứng dậy nói. Đâu có phải thế, tôi... Các em sẽ căn cứ vào đặc điểm dấu hiệu của các phép liên kết và các em xác định cho cô các cụm từ in đậm thuộc phép liên kết nào. Các em quan sát các đoạn trích và các cụm từ in đậm. Ở trong câu A, sử dụng phép nối qua các quan hệ từ nhưng rồi và. Ở câu B, tác giả sử dụng phép lặp và phép thế ở cụm từ cô bé, nó. Ở câu C, tác giả sử dụng phép thế ở từ in đậm là thế. Vậy thì dựa trên kết quả các em đã xác định các phép liên kết được sử dụng trong các đoạn trích, các em điền vào bảng tổng kết cho cô. Các em cùng quan sát. Đây là bảng tổng kết các phép liên kết mà chúng ta vừa xác định trong các đoạn trích. Ở câu A có sử dụng phép nối, câu B có hai phép liên kết, đó là phép lặp và phép thế. Câu C là phép thế. Các em chuyển qua bài tập 2 cho cô. Xin lỗi ạ. Các em chuyển qua bài tập 3 cho cô. Yêu cầu của bài tập 3 như sau, chỉ ra phép liên kết được sử dụng trong hai đoạn văn sau. Bài tập này cô đưa thêm cho các em. Các em nghe cô đọc. Môi trường có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người. Nhưng hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề. Đầu tiên, diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, chất lượng đất ngày càng bị suy thoái, diện tích đất bình quân đầu người giảm. Riêng ở Việt Nam, thực tế suy thoái tài nguyên đất là rất đáng lo ngại và nghiêm trọng. Kế đến, nước cũng bị ô nhiễm. Các rác thải sinh hoạt, các chất hóa học độc hại từ các nhà máy, xí nghiệp chưa qua xử lý thải ra ao hồ, sông suối, biển, làm nguồn nước trở nên bẩn đục, nguy hại cho con người. Rồi không khí cũng ô nhiễm bởi khói bụi và các chất thải độc hại gây ra những hiện tượng mưa axit, hiệu ứng nhà kính, v.v. Ở bài tập 3, các em dựa vào lý thuyết về các phép liên kết, các em xác định cho cô trong hai đoạn văn, người viết đã sử dụng những phép liên kết nào. Các em quan sát và dễ dàng nhận thấy, ở trong đoạn văn, người viết đã sử dụng phép lặp qua các từ môi trường, ô nhiễm. Phép thứ hai là phép nối qua các từ nhưng, đầu tiên, kế đến, rồi. Các em chuyển qua bài tập 4 cho cô. Bài tập 4 yêu cầu như sau, chỉ rõ sự liên kết về nội dung, về hình thức trong đoạn văn giới thiệu bài thơ Viếng Lăng Bác. Các em cùng quan sát lại đoạn văn mẫu của cô.
Ở đây cô đã đánh số thứ tự là trong đoạn văn có 5 câu. Và các em chú ý các cụm từ in đậm. Về liên kết nội dung, các em xem xét cho cô có hai ý. Đó là các em xem các câu trong đoạn đã cùng nói về một chủ đề hay không. Thứ hai là trình tự sắp xếp các câu đã hợp lý chưa và điều đó được thể hiện rõ như thế nào trong từng câu. Về liên kết hình thức thì các em xác định cho cô trong đoạn văn người viết đã sử dụng những phép liên kết nào. Các em quan sát và dễ nhận thấy. Liên kết nội dung ở trong đoạn văn trên. Thứ nhất là các câu đều tập trung nói về bài thơ Viếng Lăng Bác. Thứ hai, trình tự sắp xếp của các câu rất hợp lý và logic. Điều đó được thể hiện cụ thể như sau. Ở câu 1 là giới thiệu chung về bài thơ. Câu 2, câu 3 là giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Câu 4, câu 5 là giới thiệu khái quát về giá trị nghệ thuật, nội dung của bài thơ. Liên kết về mặt hình thức được thể hiện qua các phép liên kết sau. Đó là phép đồng nghĩa, liên tưởng qua các cụm từ Viếng Lăng Bác, tác phẩm, bài thơ, Viễn Phương, tác giả, nhà thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ, tác phẩm, tác giả, bài thơ, nhà thơ. Phép thứ hai là phép lặp qua từ bài thơ. Phép thứ ba là phép nối qua các từ dường như, về. Vậy thì với cái gợi ý của cô và chúng ta vừa xét sự liên kết về nội dung hình thức trong đoạn văn mẫu, cô hy vọng và tin chắc các em sẽ làm tốt bài tập 4. Các em sẽ đối chiếu với đoạn văn mình viết về bài thơ Viếng Lăng Bác và các em xác định cho cô liên kết về nội dung và liên kết về hình thức trong đoạn văn của em. Như vậy, bài học hôm nay cô đã giúp các em hệ thống kiến thức lý thuyết, ôn tập toàn bộ kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, giúp các em vận dụng kiến thức để giải quyết một số bài tập. Cô hy vọng là với bảng hệ thống kiến thức về hai đơn vị kiến thức, các em sẽ nắm chắc hơn và vận dụng tốt hơn khi viết đoạn văn cũng như tạo lập văn bản. Các em chú ý cho cô về nhà cần làm những nội dung sau. Thứ nhất, học và nắm vững kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, hoàn thành tốt các bài tập vào vở. Thứ hai, các em viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vai trò của ý chí, nghị lực trong cuộc sống của con người. Trong đoạn văn có sử dụng phép nối và phép thế. Thứ ba, các em chuẩn bị phần ba lớn, nghĩa tưởng minh và hàm ý để tiết sau chúng ta ôn tập. Khi chuẩn bị phần này, các em lưu ý những nội dung sau. Một là các em học lại khái niệm nghĩa tưởng minh và hàm ý, phân biệt cho cô sự khác nhau giữa nghĩa tưởng minh với hàm ý trong từng ngữ cảnh giao tiếp. Thứ hai, đọc lại những điều kiện sử dụng hàm ý có hiệu quả. Thứ ba, các em tìm hiểu những bài tập trong sách giáo khoa. Và thứ tư là các em tìm thêm ví dụ về nghĩa tưởng minh và hàm ý. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có một tuần học tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Thân ái, chào các em.